Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, việc truy bắt đối tượng truy nã là việc cực kỳ khó khăn, bởi các đối tượng đã có chủ đích chạy trốn nên sẽ dùng mọi biện pháp, thủ đoạn hòng thoát tội. Đặc biệt, việc truy bắt các đối tượng trên trời, việc bắt đối tượng truy nã qua đường hàng không đã chứng minh chân lý, kẻ phạm tội dù có trốn lên đàng trời cũng không thoát. Chúng vẫn bị bắt về quy án như thường. Trinh sát mật phục bắt tên tội phạm truy nã cực kỳ nguy hiểm trên trời. Thực tế đấu tranh phòng chống tội phạm truy nã cho thấy có rất nhiều tên tội phạm nguy hiểm đã bị tóm gọn khi vừa bước chân xuống sân bay. Trong đó, việc bắt kẻ trốn truy nã Lê Minh Đức, sinh năm 1971, quê thành phố Nam Định là một điển hình. Những năm 90 của thế kỷ trước, cái tên Lê Minh Đức nổi lên như một chùm giang hồ ở Nam Định, từng khiến dư luận nơi đầy khiếp đảm. Ngay cả khi đã xa vào vòng lao lý, uy lực của Đức vẫn còn lẫy lừng, thể hiện ở việc hắn đã bị kết án 13 năm 9 tháng tù về 4 tội danh giết người, cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích, nhưng vẫn được tại ngoại sống nhởn nhơ ngoài xã hội, khiến dư luận bất an. Trong thời gian chưa bị bắt thi hành án, lợi dụng sự sơ hở, lỏng lẻo của cơ quan chức năng, Đức đã bỏ trốn và làm thủ tục xuất cảnh chót lọt sang Ukraine. Công an tỉnh Nam Định sau đó đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Lê Minh Đức. Quá trình làm ăn trên nước bạn, Đức đã thoát xác thành một doanh nhân thành đạt, thay tên đổi họ, thay hình đổi dạng và nghiễm nhiên đi về Việt Nam đàng hoàng qua đường hàng không như đi chợ mà không hề bị phát giác bắt nã. Đúng 17 năm sau ngày bị truy nã toàn quốc, vào tháng 12 năm 2009, Việt kiều Ukraine Lê Minh Đức đàng hoàng về thăm quê như mọi lần thì bị bắt khẩn cấp theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Nam Định ngay khi vượt đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Việc bắt khẩn cấp tên tội phạm nguy hiểm diễn ra như trong phim. Vụ bắt nã trùm giang hồ Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh Sự, sinh năm 1960, trú tại Hà Nội, cũng là một ví dụ sinh động, điển hình. Sau thời gian tác oai trong nước, khi phát hiện có biến, lập tức Hạnh Sự đào tẩu sang Lào và thoát xác thành thiếu phụ mang tên Phommalat Kesana, mang quốc tịch Lào, để tiếp tục bay từ Lào sang Singapore, có mặt tại các sòng bài. Một tổ công tác do Thượng tá Đào Trọng Sơn, Cục C-52, Bộ Công an chỉ huy được cử lên đường sang Singapore cùng 3 đồng chí thuộc Văn phòng Interpol Việt Nam và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để tiến hành vây bắt Hạnh Sự. Trước đó, từ chứng cứ do Công an Việt Nam cung cấp về việc thiếu phụ Phommalat Kesana không phải là người mang quốc tịch Lào, Hạnh Sự đã bị tòa án Singapore xét xử và trục xuất khỏi nước bản địa. Chiều ngày 7 tháng 6 năm 2012, Cục xuất nhập cảnh Singapore áp giải Nguyễn Thị Hạnh ra sân bay để tiến hành trục xuất Hạnh về nước. Trong vài khách du lịch, tổ công tác của Thượng tá Đào Trọng Sơn lập tức đồng hành cùng chuyến bay với Hạnh Sự từ Singapore về Việt Nam. Hành trình truy bắt Hạnh gay cấn đến nghẹt thở, vì chỉ sơ suất một chút sẽ ảnh hưởng đến hành khách, đến an ninh hàng không, bởi trên chuyến bay đó có khoảng 40 người là đàn em, bạn bè của Hạnh. Trên máy bay, Hạnh thường xuyên đổi chỗ ngồi và liên tục vào nhà vệ sinh thay đồ để thay hình đổi dạng. Tổ công tác vẫn dạn lòng, án binh bất động, kiên trì bám sát đối tượng. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, Hạnh Sự lạnh gáy khi nghe bên tai mệnh lệnh đánh thép thông báo Thị đã bị bắt khẩn cấp. Hạnh bất đắc dĩ phải chấp thuận tra tay vào còng, nhưng vẫn hy vọng rằng ít phút nữa, chỉ khi ra khỏi khu vực sân bay, ba trùm sẽ được đàn em giải cứu theo kế hoạch định trước. Tuy nhiên, các lực lượng vây bắt của trinh sát đã tập kết ở nhiều địa điểm trong khu vực sân bay để đón lõng, vô hiệu hóa mọi hoạt động giải cứu Hạnh. Việc bắt Nguyễn Thị Hạnh không chỉ thể hiện kết quả hợp tác giữa cảnh sát Việt Nam với các lực lượng Interpol quốc tế, mà qua đó còn là một ví dụ điển hình trong công tác phối hợp giữa Cục C-52 và Cục Hàng không Việt Nam trong công tác phát hiện, xác minh, truy bắt người bị truy nã tại các cảng hàng không, sân bay và trên các chuyến bay nhằm tăng cường an ninh hàng không dân dụng. Theo thống kê, Việt Nam hiện có gần 1.000 đối tượng truy nã có thông tin trốn ra nước ngoài, chủ yếu tập trung ở một số nước có quan hệ làm ăn với nước ta hoặc có đông người Việt Nam sinh sống. Các đơn vị chức năng đã đề nghị Ban Tổng thư ký Interpol truy nã quốc tế gần 200 đối tượng, trong đó 134 đối tượng có thông tin về địa chỉ lẩn trốn. Ngoài ra, theo thông báo của Văn phòng Interpol Việt Nam, có khoảng hơn 100 đối tượng truy nã quốc tế được xác định có khả năng trốn vào Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm trong tình hình mới, cần phải có sự phối hợp thường xuyên hơn nữa giữa các đơn vị thuộc lực lượng công an nhân dân, an ninh hàng không, cụm cảng hàng không trong công tác truy nã tội phạm có yếu tố nước ngoài, góp phần đảm bảo an ninh hàng không dân dụng, tạo điều kiện cho hành khách hoàn toàn yên tâm, an toàn trong những chuyến bay. Nguyễn Trọng Sinh sinh ra trong một gia đình công chức, nhưng bản thân thích chơi, lười học, nên Sinh đã sớm ăn chơi đua đòi và khi học đến lớp 9 thì bỏ học ở nhà. Ít tuổi, không nghề nghiệp, thời điểm đó cơn lốc ma túy tràn qua và một điều dễ hiểu, Nguyễn Trọng Sinh đã nhanh chóng biến mình trở thành nô lệ của nàng Tiên Nâu. Điều tất yếu đã xảy ra, để có tiền hút chích, Sinh đã đi xách thuê ma túy để bán lẻ cho các con nghiện trong vùng. Bố mẹ đã tổ chức cưới vợ cho Sinh để mong giúp con thoát khỏi ma túy nhưng bất thành. Nghiện ngập liên miên trong thời gian dài, của nả trong gia đình rồi cũng chẳng còn gì để có thể đem bán. Năm 2000, Nguyễn Trọng Sinh bàn với gia đình rằng muốn thoát khỏi cơm đen và cái chết trắng, chỉ còn cách là sang Lào để cai nghiện. Trước khi đi, Sinh thề với vợ, bao giờ cai được mới trở về. Khăn gói lên đường tới nước bạn Lào để vừa tránh xa ma túy và đám bạn nghiện. Xin mưu sinh bằng nghề phu gỗ để tồn tại. Và trên đất nước Triệu Voi, không những chẳng cai được nghiện, mà một ngã rẽ cuộc đời đen tối lại ập đến với Nguyễn Trọng Sinh khi y gặp Trần Văn Hợi, sinh năm 1971. Người đồng hương ở xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, một ông trùm buôn hàng trắng khét tiếng lúc bấy giờ, có biệt danh là Hợi Cú Mèo. Nhanh chóng bị khuất phục, Nguyễn Trọng Sinh trở thành một trong những đàn em thân tín, một chân rết quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy từ vùng Tam Giác Vàng rộng lớn với tâm điểm nằm ngay ở đoạn sông Mê Công, tiếp giáp với ba nước Thái Lan, Lào và Myanmar. Điểm cất giấu được Lợi Cú Mèo và đám đàn em tập kết tại thủ đô Viêng Chăn, sau đó tiếp tục đưa ma túy tuồn sâu vào nội địa Việt Nam. Trở thành đệ tử thân tín của Hợi Cú Mèo, mỗi chuyến hàng chót lọt, Xin được đại ca trả công cho 15 triệu đồng. Kiếm tiền dễ lại được hút chích thoải mái, nên Nguyễn Trọng Sinh đã rủ dê cả anh trai mình là Nguyễn Trọng Hiến, sinh năm 1973 cùng tham gia. Có thêm anh trai sang Lào, hai anh em Xin Hiến nhanh chóng trở thành trợ thủ đắc lực cho Hợi Cú Mèo trong việc vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Được tin tưởng, có những thời điểm đại ca còn giao cho anh em Xin Hiếu ôm hàng tỷ đồng đi gom hàng. Mỗi chuyến hàng sau đều nhiều hơn chuyến hàng trước, thậm chí có lần Xin Hiếu xách hơn 80 bánh heroin qua biên giới. Đến tháng 2 năm 2004, toàn bộ đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia của đối tượng Trần Văn Hợi bị công an tỉnh Nghệ An bóc gỡ. Đến ngày 28 tháng 3 năm 2005, sau nhiều ngày mật phục tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, công an tỉnh Nghệ An phối hợp với công an Lào bắt được Trần Văn Hợi. Qua điều tra cho thấy đường dây ma túy xuyên quốc gia do đối tượng Trần Văn Hợi cầm đầu đã thực hiện chót lọt 18 vụ vận chuyển heroin vào Việt Nam với số lượng tới 5.500 bánh. Đối tượng Trần Văn Hợi đã bị tuyên phạt mức án tử hình trong một phiên tòa xét xử năm 2005. Trong đường dây của Trần Văn Hợi, khi anh trai Nguyễn Trọng Hiến nhanh chóng nhận tội và chấp nhận bản án tù chung thân, thì Nguyễn Trọng Sinh đã nhanh chân trốn thoát, chạy sang Lào để trốn tránh lệnh truy nã. Cơ quan điều tra công an tỉnh Nghệ An đã phát lệnh truy nã đặc biệt Nguyễn Trọng Sinh vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Dòng dã 6 năm trời, Sinh sống chui lủi vật vờ nơi xứ người, trong vỏ bọc là một phu hồ quay quắt với những cơn đói thuốc. Trong quãng thời gian trốn lệnh truy nã, đối tượng Nguyễn Trọng Sinh đã nhiều lần bí mật về nước thăm nhà và có thêm với vợ một cô con gái. Ngày 3 tháng 7 năm 2012, trong một lần lén lút về thăm vợ con, Nguyễn Trọng Sinh đã buộc phải tra tay vào còng khi đang cố nằm thu mình lẩn trốn giữa khe hở của hai bồ lúa trong nhà. Với hành vi mua bán vận chuyển 155 bánh heroin, Nguyễn Trọng Sinh đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt mức án tử hình. Tính thời điểm năm 2015, Nguyễn Trọng Sinh đang bị giam giữ chờ ngày thi hành án tại trại giam B1, trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An và được đưa vào diện đặc biệt, đặc cách vào nằm tại bệnh xá để điều trị thường xuyên căn bệnh lao phổi. Tiếp xúc với tử tù, Nguyễn Trọng Sinh khi y đang nằm điều trị tại đây. Nhìn người đàn ông chưa đầy 40 tuổi này mà thể trạng hom hem rúm gió như một ông già. Từ tù, Nguyễn Trọng Sinh nước mắt trực rơi khi kể về cuộc đời mình. Từ tù này cho biết cuộc đời y có hai cái sai mà không thể dung thứ. Ấy là bản thân đã dính vào ma túy, rồi lại còn lôi kéo cả anh trai mình tham gia, để giờ đây gia cảnh tan nát vì thứ hàng trắng chết người này. Thứ nữa, trong suốt 6 năm trời, trốn nã trên đất Lào, điều khiến y day dứt ân hận và bận tâm nhất chính là việc không chăm lo được cho vợ và con. Ngày về làm dâu, vợ y đã vớ ngay được anh chồng nghiện. Ngày chồng đi xa, một tay vợ chăm lo phụng dưỡng cho bố mẹ chồng chu toàn mà không kêu ca, than thân trách phận đến nửa lời. Cũng chính bởi vậy nên, y đã nhiều lần lén lút về thăm gia đình trong thời gian trốn nã. Ngày Nguyễn Trọng Sinh bị tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình, cha của Nguyễn Trọng Sinh đã ngã bệnh phải nhập viện cấp cứu và mất sau đó không lâu. Người mẹ già ở quê cũng không chịu nổi cú sốc nên sinh ra bệnh tật, trầm cảm khi hai đứa con trai, một mang án chung thân, một phải trả giá bằng chính mạng sống vì những hành vi trái pháp luật. Trong ngôi nhà ấy, giờ chỉ trông mong vào mỗi người vợ trẻ của Nguyễn Trọng Sinh, không có công ăn việc làm, ngày phải bám vào mấy xào ruộng khoán để nuôi mẹ già và các con nhỏ. Tính đến nay cũng đã 2 năm tử tù, Nguyễn Trọng Sinh bị giam giữ ở chốn biệt giam. Nhưng có lẽ niềm hạnh phúc cuối cùng của tử tù này là người mẹ già và vợ con vẫn thường xuyên đến thăm gặp động viên. Trung úy Trần Đình Thế, cán bộ quản giáo trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An, người trực tiếp trông coi tử tù Nguyễn Trọng Sinh, cho chúng tôi biết gần như tuần nào vợ con Sinh cũng đều đặn vào thăm nuôi tiếp tế và từng tích tắc hy vọng vào lá thư xin được ân giảm gửi Chủ tịch nước, dù y biết hy vọng ấy là rất mong manh. Xin tự hào khoe với chúng tôi rằng dù gia đình tan nát, hoàn cảnh khó khăn, nhưng hai đứa con của y rất ngoan. Cô con gái nhỏ năm nay cũng gần 5 tuổi, cậu con trai đầu năm nay 13 tuổi, học rất giỏi. Ngày nào vào thăm cũng tíu tít rạng rỡ, khoe với bố về những điểm 9, điểm 10 đạt được. Mỗi lần gặp lại vợ con, sự ân hận đến tột cùng lại bùng lên, nhưng đến cuối cuộc đời y gần như đã an bài. Trung úy Trần Đình Thế cho biết, so với các tử tù khác, Nguyễn Trọng Sinh dù đau ốm bệnh tật nhưng vẫn rất lạc quan. Dù đôi khi Nguyễn Trọng Sinh có tâm sự rằng bản thân rất sợ nghe tiếng bước chân cán bộ và tiếng mở khóa leng keng ngay tại buồng giam của mình mỗi khi trời bắt đầu tờ mờ sáng. Bởi điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời khắc cuối cùng của sự sống đã gọi tên, mà Nguyễn Trọng Sinh thì y chưa muốn vĩnh viễn rời xa vợ con và mẹ già lúc này. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.